Niệm Phật, cái gì phải biết niệm. Và niệm như thế nào? Hòa thượng khai thị như thế này, là niệm thầm quan trọng. Đây thì trang chiếu cho quý vị coi khai thị của Hòa thượng trong Tịnh Độ Đại Kinh. Đây, ở trong tập 145, Hòa thượng nói là tín nguyện trì danh đơn giản, chỉ một câu Phật hiệu này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi, không nên gián đoạn. Học niệm thầm, niệm trong tâm, nghe trong tâm, không nên niệm nhanh. Đây là thượng niệm bốn chữ A Di Đà Phật, niệm giống tốc độ chúng ta đó, là A Di Đà Phật đó, niệm chậm chậm hơn nữa. Tốc độ như vậy là được, từng chữ niệm rất rõ ràng, nghe rõ ràng. Nghe thế nào? Tai phải lắng nghe âm thanh bên trong, không mở miệng niệm, không mở miệng niệm, không niệm ra tiếng quý vị. Niệm thầm nhưng mà có tiếng đó. Tai phải chuyên nghe Phật hiệu bên trong, nghe được rõ ràng rành mạch. Niệm rõ ràng, nghe rõ ràng quan trọng hơn tất cả. Quý vị có thể nghe rõ ràng từng chữ thì sẽ không có vọng niệm đi vào. Nếu quý vị không nghe thì có vọng tưởng, có tạp niệm, phá hoại tất cả công phu niệm Phật của quý vị. Nên nhất định phải nghe. Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm dùng nhĩ căn là phản văn, văn tự tánh. Ngài không nghe bên ngoài mà Ngài nghe bên trong. Đây là ở tập 145 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Và quý vị thấy thật ra hiện trang thì hôm bữa đó, sau khi nghe quý vị coi lại đoạn vừa rồi thì đoạn đó với vừa rồi thiền trang niệm giống vậy, hầu như là thiền trang không niệm ra tiếng quý vị ạ. Thiền trang chỉ có dẫn chúng quý vị, thiền trang mới niệm ra tiếng thôi. Thiền trang hoàn toàn niệm, và những người mà niệm càng hét to la lớn bao nhiêu chứng tỏ tâm họ quá vọng đó. Cho nên người mà muốn vô công phu hãy nghe hòa thượng. Ở đây không phải một lần, thiền trang nhớ thiền trang dịch và giảo chánh Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, đây là lần thứ 5, hình như đây là lần thứ 5 Hòa thượng nhắc vấn đề này, là hãy tu bằng cách nghe âm thanh bên trong, không niệm ra tiếng. Nhớ như thế thì nó công phu. Thật ra vì sao? Vì nếu quý vị niệm ra tiếng thì quý vị vọng, quý vị không biết, quý vị cái A Mi Đà Phật quý vị nghĩ tùm lum vẫn được mà, đúng không? Nếu mà quý vị không nghe là quý vị thế nào, là không thế nào, bây giờ không ra tiếng mà vọng tưởng cái là câu giao hiệu gián đoạn ngay. Cho nên ráng tập. Đây là hòa thượng dặn đi dặn lại quý vị nghe đi. Những tập này hình như tập 120 mấy hòa thượng cũng nói nè, rồi tập 130 mấy hòa thượng cũng nói nè, tập 140 mấy hòa thượng cũng nói, bốn mấy nữa, hai lần Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú bốn mấy, rồi một tập mà như tập 160 mấy nữa hòa thượng nói năm lần hòa thượng đều nói cái cách niệm Phật này. Cho nên niệm như vậy thì quý vị niệm cứ chậm chậm, từ từ đó. Và công phu là thật lâu ngày nó thành phiến. Niệm thành phiến rồi không sợ chết nữa quý vị, thật sự mình nói không sợ chết nữa đó. Cho nên ở đây ấy, mình phải biết thứ nhất chia ra tu ba cách tu. Một là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Đối với người nào có thời gian, đối với người nào không làm việc đầu óc, quý vị làm nông dân làm công việc tay chân hoàn toàn được. Thiền trang thấy là khi mà đó, tới đó là mình đâu cần niệm nữa đâu quý vị. Thật sự chỉ cần nghe thôi, lắng tâm nghe thôi, chỉ cần làm gì đó tập trung, giống như tập trung chỉ cần 50% sức để làm việc bên ngoài, có thể đi lại nấu cơm, có thể làm gì vân vân, cứ nghe tiếng thật hiệu trong tâm rất rõ như vậy là được quý vị. Nhưng mà chỉ cần tập trung đầu óc cả là mất câu Phật hiệu đó liền, nên không làm được. Cho nên đây là lợi thế. Và quý vị thấy tại sao lại những người tự tại như Ngài Hải Hiền là vậy đó, tại vì Ngài niệm Phật không à đó, rồi cái đâu có học kinh giáo gì đâu đó. Hòa thượng Quán Thế Âm nữa, quý vị thấy Hòa thượng Quán Thế Âm Ngài niệm Phật đó, Ngài tu thiền. Thật ra Ngài tu thiền, Ngài dạy người ta niệm Phật, nhưng mà Ngài cũng dụng công trên là gì, không biết chữ, Ngài không biết chữ mà, cho nên Ngài dụng công được. Những người dụng công như vậy, đó là phương pháp đầu tiên. Phương pháp thứ hai là những người học giáo.
nghe kinh đó, nghe kinh và niệm Phật đó, thì chúng ta lấy giáo bổ trợ cho niệm Phật, lấy niệm Phật bổ trợ cho giáo, gọi là giải hành tương ưng. Quý vị nghe bao nhiêu tùy vào năng lực của quý vị, quý vị nghe được bao nhiêu vẫn thấy hoan hỷ, vẫn còn hấp thủy sung mãn, vậy thì cứ nghe, nghe đến khi nó vô rồi thì vô câu Phật hiệu, niệm một câu vài câu là lên câu, là tự nhiên nó chạy được. Như Thiện Trang á, Thiện Trang dùng phương pháp này, Thiện Trang dùng phương pháp nghe giáo, học giáo, đến khi tâm mình nó tự nhiên nó nhập ở trong đó rồi là bắt đầu mình buông xuống, đồ niệm Phật, niệm Phật tự nhiên nhẹ nhàng, không vấn đề gì cả. Đó, Thiện Trang thường dùng cách đó, cho nên Thiện Trang vẫn bán cái này, có là nhiều đời mình học. Thế thì còn cách nữa là gì? Có người nói vậy con học giáo không, có học niệm Phật được không? Con niệm cho chơi được không? Được. Cách đó là nghe nhiều hơn, thì cái cách đó nó xuyên về phương pháp về giáo, giáo coi như học pháp tướng nghĩa thức á. Quý vị học cho nhiều, học từ từ rồi do mình ngộ trong đó, mình buông buông từ từ, cái tâm thanh tịnh rồi mình niệm một câu Phật hiệu cũng vãng sanh. Đó là giống như điều kiện ở ba phẩm cuối, gọi là ba bậc nhất tâm tam bối trong phẩm 20 tứ bối. Cho nên tu kiểu nào cũng được, vấn đề là mình được cái nào. Thì Trinh Giang thấy Hòa Thượng hay khai thị trong Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa là nên dùng phương pháp gì, nếu mà quý vị niệm Phật không thì thời gian lâu mới vô được, còn nếu quý vị vừa nghe giáo vừa niệm Phật thì rút ngắn con đường, thay vì 10 năm mình còn 3 năm thôi, nó ngắn được rất nhiều. Còn nếu mà nghe giáo không thì sao, nghe giáo không thì Thiền Trang nghĩ là cũng mất thời gian nhiều hơn, tại vì không cân ngân phải thì định huệ đẳng trì, cho nên cũng mất thời gian nhiều. Vì vậy chúng ta là những người thành phần gọi là phần tử, tức là thành phần trí thức á, chúng ta nên tận dụng vừa nghe pháp và niệm Phật. Khi nào nó vô công phu đó thì hãy buông pháp đi quý vị, đừng học pháp, lúc đó đừng lo niệm, để niệm được mấy ngày đó niệm rồi tự nhiên nó cũng hết à. Quý vị đảm bảo một thời gian sau rồi nó cũng hết à, nó không có vô được nữa đâu. Bởi vì tu hành á, nó có giai đoạn, lúc đó nó vô vậy, nhưng mà tại vì cái duyên mình không đủ à, rồi quý vị ngủ một cái nó mất ngủ rồi cũng phải ngủ thôi, chứ quý vị thức được 2 3 ngày, 4 5 ngày, 7 8 ngày hết rồi, rồi nó cũng ngủ, một niệm ngủ mà nằm mê. Như Thiện Trang bữa đó Thiện Trang thấy Thiện Trang đâu có muốn ngủ đâu, Thiện Trang cũng không muốn ngủ, thì ngủ cũng không được mà, đâu có ngủ được, nằm xuống cũng đâu có ngủ, rồi đứng dậy đi kinh hành, cứ ngồi mà thật sự mà nói đúng là không cần hình thức gì hết quý vị, không phải lên chánh điện gì đâu, cái thích thích ngồi với một cái chỗ nào đó, có chỗ nào ghế dựa để ngồi cho nó khỏi, tại vì đi kinh hành thì nó mỏi chứ không cần đi kinh hành, cũng không cần ngồi xếp bằng nữa, xếp bằng nó lúc đó không cần xếp bằng nữa, là mà mình cứ ngồi dựa một cái chỗ nào đó là mình niệm Phật được. Nhưng mà đến lúc mà rồi cái mình thấy mỏi lưng thì mình nó lên giường mình nằm, mình cái niệm Phật đến khi nào nó thấy một cái cảnh gì đó nó hiện ra, một hồn giật mình vậy mình biết là ngủ mất tiêu rồi, là mất công phu của quý vị. Thấy một cảnh, chỉ cần thấy một cảnh gì đó là mất, mà cái cảnh nó dài, nó một cái giấc mơ, mà nó là một cái vọng tưởng nào đó nó hiện thành giấc mơ là mất công phu đó, lại phải đề khởi lại, đề khởi lại mất thời gian nó mới chạy lại được như vậy. Cho nên là cỡ nào cỡ rồi nó cũng mất, không thể duy trì được đó, cho nên là phải duy trì lại, phải luyện lại, giống như cái xe nó chạy hồ nó hết trớn là nó dừng thì mình phải chạy lại, từ 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 chạy lại đó. Cho nên những người có thời gian, những người cố gắng có thời gian, những người già rồi buông xuống niệm Phật đi, niệm như vậy niệm được, kiên trì kiên nhẫn, quan trọng là gì, phải buông thời gian xuống đó. Giống như Thiện Trang vừa rồi, Thiện Trang tắt quý vị thấy Facebook Zalo tắt hết, đem gì không bị ai làm việc, tắt hết, không có đăng nhập vào trong đó thì mọi người không biết, mọi người không có nhắn được mình làm việc gì, mình để phải chủ động đó. Và khi mà mình không bị người ta làm phiền thì nó mới vô được, còn không là có việc nào đó, việc đây việc kia vân vân, giống như 10 ngày qua bây giờ ở ngoài đời xảy ra chuyện gì Thiện Trang không biết, Thiện Trang không biết gì cả đó, cho nên là tâm được thanh tịnh đấy. Bây giờ vô cái là bắt đầu thấy mở ra thấy quá trời tin nhắn, là thấy không thích rồi, thật sự không thích trả lời nếu như những cái việc đó nó không cần thiết đó. Cho nên là gì, cố gắng đối với cuộc đời này quý vị nhạt xuống càng nhiều thì tự nhiên tu tu thành tựu rồi, tự lợi chính là tha lợi, vì quý vị không có thành tựu quý vị không giúp được ai cả.
Đời này người chân thật tu hành không nhiều, mình thành tựu được là mình thành thật tu hành. Mà khi quý vị vô đó rồi, quý vị tự nhiên thích nè, lúc đó quý vị tự nhiên thích niệm Phật à, không cần phải ai bắt ác ép gì, nó nói khỏi nói sanh tử tâm thiết vậy đó. Lúc đó tự nhiên mình biết câu Phật hiệu giá trị, mình niệm vô cùng. Nhưng bây giờ làm sao? Bây giờ quý vị phải giữ rằng là gì, cố gắng trong hàng ngày lúc nào cũng vừa có thời gian là niệm Phật, duy trì như vậy, phải luyện như vậy, chứ không phải định đến khi thời khóa đến lúc nào mới vô niệm. Đa số mọi người bị cái tật này, đó là gì, bình thường vô thời khóa thì tu dữ lắm đúng không, vô thời khóa thì rất là mạnh mẽ để tu hành, nhưng mà sao bình thường hàng ngày trong đời sống không duy trì được. Mà quý vị không duy trì được đó, nó không có trớn, nó không có trớn thì quý vị vô dụng công nó không đủ, nó không đủ trớn nên nó chạy, thì không thể nào vào công phu sâu được.